Rồi, dân miền Tây làm năm kính chào khán giả nha. Thì bây giờ là bữa nay là ngày 21 rồi, mốt Tây ha. Thì bây giờ cả nhà mình chuẩn bị là giờ này cũng gần 10 giờ rồi, chuẩn bị xe có tới đó mình đi Đà Lạt. Chết, đứng trong dưới hè. Đây, nhà mình đây còn mấy người nữa. Chờ tí nữa. Công tác chuẩn bị không? Thôi giỡn hoài. Nhà mình đi nay có đi có mười mấy người. Rồi, công tác hậu kỳ nha. Lớn nhỏ đầy đủ. Anh ba chim. Đừng đứng bên đây, cứ chó đứng bên đó đi. Đây là tấp cuối. Là tấp cuối. Cùng chạy xe. Rồi, đây những người nhà của mình đây. À, đầy đủ tông đơn ha. À, rồi bây giờ là hẹn sẽ đến buổi sáng hẹn buổi tiếp nha. Rồi bắt đầu xe vô cước cả nhà đây. Rồi nhà mình ai lên trước đi coi ai chất độ nha. Rồi lên trước đi đó. Rồi bây giờ ai chất độ trước chất độ đi nha, coi đi đồ đi phụ cho. Bạn nào phía bên kia cho tài xế đi. Bây giờ là bỏ đồ vô trong vali. Rồi ai lên trước đi. Ai không có thì lên trước đi. Biết rồi, dẫn con lên đi. Nào vô nè. Cái này chỉ có đem cái ống mi cho theo không? Có luôn. Rồi có luôn không? Rồi được rồi. Cái vali đi theo luôn không? Khoan, cho em lấy cái ba lô đỏ em cái. Lấy đi. Lấy ba lô đi, em lấy ba lô thôi à. Cái dù luôn rồi ok. Rồi. Vô trước luôn. Cái này là lên trên lầu. Trên ngay từ từ. Nè, lên đi. Thế dù bỏ bẩn đi coi. Quay lại. Rồi, anh Hiển. Rồi. Bắt đầu lên đường các bạn nha. Đây. Thì Hiển đang ở Bảo Thổ Lộc Lâm Đồng nha, là cái nơi để mà dừng chân để bắt đầu ăn uống này ha. Đây là cái xe mà mình đi từ Long Xuyên lên đây. Rồi ở đây là Đức Trọng Lâm Đồng, để vô trong có gì ăn không. Sớm thì bên tour cho ghé đây ăn sáng.
sơn đâu, nha. Đây là khu vực ăn uống này. Đi toilet đi ta. Chị ơi, chị, mình gọi nước ở đâu chị? Nước ở đâu? Nước ở đâu? Chút nữa nó sao đây cho mình hết. Lên tới Lâm Đồng có đặc sản như thế này đây. Đây là gì? Đây là tiêu, chanh dây, bơ, có gì nữa không? Cái này chú già thì đâu cũng có nha. Đây đặc sản của Lâm Đồng đây. Còn bên kia cũng như cái quầy, cái quầy nè. Đây, lên đây Tây Nguyên, Phù Cần. Đây là cà phê. Xong ta. Đông trùng hạ thảo. Rồi bây giờ em đi với cá nhân khác nha. Bắt đầu em quay lại em sẽ quay cho bạn xem hôm nay nó ghé đây ăn gì nha. Rồi, đây là các món nhà mình đang ăn đây. Ở trên đây thì phở thì có cái gạo này ha, thầy thêm miếng là không giống Việt Nam nha. Rồi đây nhà đây trên là một tô luôn. Bây giờ là mình sẽ đi xuống cái điểm này thác thác gì nè mà đọc cái tên hay là muốn gãy cái lưỡi luôn. Bông như bông dừa vậy đó. À, thấy bắt quái luôn. Không có lưỡi hả? Đây, các bạn. Đi mệt thấy mẹ luôn. Nghe qua xa nha. Đó. Đó, bây giờ đi nè các bạn. Đây, mình thì mình không có hào hứng cái vụ đi thác cái thiết này. Thiệt luôn á. Mà thấy mẹ à. Đi Đà Lạt thì lên đâu đó ngủ cà phê, không gió được chơi được. Chứ còn kiếm bạn đi chứ nó mệt quá. Cái thác gì nè đó, khán giả đọc dùm hiển thì đọc cũng lẹo lử luôn á, bông gì đó, đó. Vậy hả? Bây giờ thì hiển đi xuống cái thác như các bạn xem nè. Cái này thì nghe thầy hiển chưa đọc cơ quan thì nước cũng đi cũng nhiều à, đi cá nhân cũng nhiều rồi. Để hiển quay cho khán giả xem ha. Một kiểu. Này tôi muốn đến đây hết. Điểm này đi rồi hết điểm này xong mình đi ăn trưa. Ăn trưa xong mình quay về cái quay về cái thiền viện Trúc Lâm ở đây. Đi cáp treo rồi. Kết thúc chương trình ngày hôm nay. Là con quần chúng đi đi chơi rồi. Mình kia đi ăn những đồng bằng lên thì
trên này cũng hơi tưng tưng xíu nè, không khí rõ mà cuối bạn tốt của anh ơi, làm nào mà nếu miền Tây thì ở vùng trũng á, người ta cũng bị rất là nhiều, nên không khí ở đây tự nói lỏng nè, lỏng thì nó hơi khó thở một chút. Chụp lại hết rồi, chụp hình có phim không em? Dạ, đi xuống cái mùi khác lặn xem nha. Ở đây là cũng nhiều du khách dĩ hè. Ở núi không mà cá đó ở núi. Quay cho bạn xem nha. Hôm nay hiểm tới đâu nha. Bây giờ mình tới trung tâm Đà Lạt rồi ha, bắt đầu ghé quán cơm. Quán cơm gì nè, đó các bạn tự đọc nha. À, thì đi vô. Những cái món bạn xem nè. Đây. Cơm nhà mình đây. À. Cái món là trứng chiên. Cơm gì đó. À. Tép ram, thịt à, dĩa rau, trộn rau sống. Bán rồi ha. Đây. Bây giờ thì Hiển bắt đầu Hiển đi lên xe jeep để Hiển đi lên đỉnh Lăng Bi An gì đó nha. Rồi, bắt đầu Hiển đi đây. Để xe jeep nè. Xe jeep gì nè. Xe này là 5, 6, 7, 8, 9 luôn hả? 7, 8 luôn hả? Trên đây thì nói Hiển nói chuyện là cái hơi ấm của Hiển nó bắt đầu nó sẽ ra các bạn, cái khói này các bạn nghe. Đây là gọi là hơi lạnh, đầu ấm không khí nha, đầu không khí tương đối nó cao quá,
thì mình sẽ có những cái hơi lạnh đây của trong họng mình ra, nên nó y chang như là mình đang ở khu vực miền đông đó, ở đâu khu vực mùa đông đó, thì hơi ẩm không khí các bạn nha. Chen quay lại con, đây Lang Biang hùng vĩ ơi. Con đứng đây nha. Ha, bây giờ hiển dung dung hết ách nha. Đó. Ha, mây núi các bạn nha. Giờ hiển dung hết cỡ nha. À, đây là 7 nha. Thấy không? Hiển dung nữa nha. À, hiển dung tới 9 rồi, nó lên tới khoảng 17 là thôi đó, nhưng mà thôi tới đây được rồi ha. Nè. Như vậy các bạn xem. Đây mây ha. Còn ở dưới là gì? Đây cảnh ở dưới các bạn xem nè. À, đây là những cái vườn. Đây là những cái vườn nè, bạn thấy không? Những cái vườn nhà kính nè của dưới chân núi Lang Biang. Quay bạn xem, con nhỏ một xíu. À, đó, đây là quang cảnh như vậy. Thì lên trên đây thì chỉ có lấy núi non hùng vĩ thôi. Có những chỗ người ta đi như này như kia, nhưng mà giờ này vẫn đi thì trời hơi u nha, hơi có mưa một tí nha. Ở đây là được hình thành là bởi ông Ngô Đình Diệm nha, ông khai phá cái vùng đất này. Ngày hôm nay mình mới có đến đây du lịch. Còn bây giờ về kia chụp hình xong thì nói đi ba năm rồi đi, thì bây giờ thì mình sẽ vô cái trại này để mình đục mưa thứ hai nữa, quán cà phê cái quán để mà mình nghỉ ngơi tí rồi mình ăn uống gì đó. Ở đây thì họ có bán là đây đầy đủ hiển quay nha, bắp luộc, chè artichoke, sữa đậu nành và trái cây. Đây hiển quay toàn cảnh các bạn xem nha. Đây đầu hiển quay tới đó trong ngày hôm nay nha. Còn chút xíu nữa hiển về và hiển nói chỗ nào ngon, chỗ nào dở hiển báo luôn nha. Để mốt các bạn không có khi có đi Hà Lạt thì đừng nên ghé chỗ đó ăn, nó không có ngon nha. Đây. Còn đây là cái nhóm gia đình nhà mình đây, đi khoảng 14 người. 14 người lớn chưa tính nít nha. Hộ nhà mình đây. Rồi thì cái Lang Biang thì cái vậy thôi các bạn. Hồi nãy Hiển quay còn thấy các bạn còn có thấy chú Ính quay ha, giờ một cái bắt đầu là độ ẩm không khí nó cao là trắng xóa hết rồi, không còn thấy cảnh dưới chân núi nữa nha. Rồi tranh thủ Hiển quay vào cái nơi mình tham quan nữa, đây là chùa Linh Phước nha. Chùa thì đây các bạn xem ha, nè chùa đa số là tuần thường gọi là chùa Chán Kiểu, đa số là mình chỉ kiểu nếp lại Đức Phật đấy, được kết bằng hoa bất tử nha. Đây là mấy tòa tháp đồn tham quan hơi trễ rồi, giờ này người ta cũng đóng cửa rồi, người ta cái giờ này mới về các bạn nhé. Người ta quá cơ hiện quay thêm nha. Rồi cảm ơn nha. Rồi đây hiện tìm một góc nữa cũng hay hay, hiện quay cho khán giả xem nha. Vô quán vô u đây, đây đứng bên góc bên kia hiện quay cái tòa tháp, rồi đây hiện quay lại nha. Đây còn mé bên kia là chánh điện nha. Chánh điện đây để hiển quay cho các bạn xem cái bảng lên chùa nha. Đây, chùa Linh Phước nha, hiển trên tổ hiển quay vừa quá các bạn. Vậy đi kiếm gì mua ăn hết đã.